Trời ơi, thôi đi mấy chú ơi. Mấy chú nghĩ sao mà thằng Đạt này lại có tình yêu? Nhìn cái mặt nó xệ vậy kìa. Khá nổi. Sao cùng phải em những cảm xúc thơ. Cớ sao anh vẫn ngây thơ, vẫn cứ dại khờ bên em. Đôi môi anh cứ lặng thế. Muốn nói ra rằng trái tim anh yêu em đã lâu, nhưng chỉ biết nhìn vì sao yêu em trong lặng lẽ những suy tư. Một điều em chẳng thể nào hiểu được là anh yêu em người ơi. Mấy chú có thấy gì không? Mấy chú có cảm giác gì không? Cảm giác gì? Tôi cảm giác như cô ấy là một nửa của đời mình. Với cái nhan sắc như thế á, chỉ có tôi là hợp nhất thôi. Ủa anh em sao vậy? Một cô gái thôi mà, anh em sôi động quá vậy? Tao nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. À, tao có một đề nghị. Mày muốn đề nghị gì? Thằng chó, mày biết bữa giờ anh em tao kiếm mày khó lắm không?